Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Dâu Tây Văn Sang. Đó. Hôm nay thì là một cái ngày mưa bão. Đó. Khu vực mình thì đang là vùng Tây Nguyên cho nên là đang vô trong cái thời gian là mưa bão. Rất là may thì mình có được một cái nhà kính cho nên là mình trồng dâu tây trong này thì nó cũng không bị ảnh hưởng nhiều mọi người ạ. Đấy, ở video lần này thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người cách bón phân cho dâu tây đó, và bón khi nào thì mình bón phân cho dâu tây và bón phân cho dâu tây cứ bao nhiêu ngày mình bón một lần và bón những cái loại gì và cho cái cây bao nhiêu tuổi thì mình bón cái loại nào nha mọi người. Thì ok, mình sẽ giới thiệu cho mọi người biết là cái cây dâu tây này của mình thì tới nay nó đã được 3 tháng. Từ cái cây cấy mô lên thì nó sẽ được 3 tháng là cái cây như thế này nè mọi người. Đấy, nhưng mà gần đây thì cái ngó nó ra thì như thế này. Mình đang cho nuôi lấy ngó mà. Tại vì nuôi lấy ngó mùa này thì chuẩn bị vô vụ thì khoảng tháng 8, tháng 9. Tháng 9 thì mình mới bắt đầu mình trồng. Đấy, mình bắt đầu mình trồng đại trà ra ngoài. Còn thời gian này thì đang mưa rất là nhiều. Bởi vậy thì mình lên, mình chỉ làm cây giống thôi. Đấy. Gần đây thì cũng gửi cây giống cho rất là nhiều bạn nhưng mà chủ yếu gửi cây mô thôi. Còn các cái ngó như thế này thì mọi người thấy rồi đấy, nó cũng chưa được to, nó cũng chưa được khỏe cho lắm. Nó chưa được to được khỏe cho lắm nên mình chưa xuất được. Đấy, rất là mong mọi người nếu mà quan tâm mình, muốn đi mua giống của mình thì có thể là inbox cho mình qua số điện thoại 0972574848 để liên hệ đặt giống. Đấy, mình năm nay thì có rất là nhiều loại giống. Hana, Bạch Tuyết, Nhật Lùn, Pháp, Đài Loan, Úc, Monterey, Siberian và Hàn Lai nữa nha mọi người. Ngoài ra thì còn có thêm dâu Hà Lan nữa nhưng mình làm rất khá là ít. Đấy thì rất là nhiều loại giống đang năm nay đang rất là thịnh hành thì đang đóng chờ mọi người. Thì thời gian này nó đang ra ngó mọi người. Đấy, đang ra ngó nhưng cái cọng ngó của mình á, thì mình để ý là nó chưa được mập lắm. Đấy, từ lúc trồng đến giờ mình mới chỉ bón 2 lần phân thôi. Đấy, từ lúc trồng đến giờ mình chỉ bón 2 lần phân thôi thì dạo này cái ngó của nó ra không được đẹp lắm. Đây này cái mọi người, cái cây này đố mọi người biết cây gì luôn. Cây này là Hana là chắc rồi này. Mọi người không? Nhìn thấy cái lá không? Nhưng mà bên cạnh này nhìn 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 cái lá này, nó dài hơn này. Nó dài hơn. Đấy, nó thon, nó dài mà nó to hơn mà lá nó nó vì là lá với các cái ngó này của nó ra nó chưa được mập mạp, nó múc mát cho lắm ấy, cho nên hôm nay mình sẽ tăng cường cho nó một đợt phân nữa. Đấy, đợt phân đợt này của mình là bao gồm là những cái phân như trên này mọi người ạ, nhưng mà mình giới thiệu sơ nhá. Thì ở đây là mình có 4 loại này. Đấy, loại này là đạm cá viên này nha mọi người, đạm cá viên này mọi người nhìn thấy không, cái màu nó sẽ sẫm hơn này. Đây là phân gà nở này. Đấy, phân gà nở thì cái màu nó khác như thế này này. Còn đây là đạm cá viên này, mọi người nhiều khi là nhầm lẫn là không biết ấy đâu, cái mùi này nó như mùi thuốc bắc á. Đó, còn mùi này nó hắc hơn một chút xíu. Đấy, đây thì mình có trộn thêm bột vẩy humic nữa này cho kích rễ tốt này, và đây là cái thành phần cũng khá là quan trọng, NPK, không phải là NPK mà là DAP nha mọi người. DAP nếu bạn nào chưa hiểu thì có thể lên mạng search từ DAP, DAP đó. Thì là cái phân này thì nhập khẩu của Nga và thành phần của nó chỉ có đạm và lân thôi nha mọi người, chỉ có đạm và lân chứ không có kali. Thì giai đoạn này mình cũng rất là ít quả cho nên là mình chủ yếu là nuôi lấy ngó và lấy lá, lấy đọt thôi. Đấy, vậy nên là bây giờ mình chỉ ưu tiên cho nó cây cây của nó là đạm với lân thôi nha mọi người. Cộng với đó là mình có thể phun qua lá một chút ít vi lượng nữa. Đấy, một chút vi lượng đồ các thứ cho nó đỡ vàng lá bạc lá này này. Đấy, nó hơi hơi bị bạc lá này, là thiếu hiện tượng thiếu chung vi lượng nha mọi người. Bây giờ thì nó đang đẻ rất là nhiều vì là cây cấy mô nó mới lên á, nó sức nó rất là khỏe nên nó đẻ cực kỳ nhiều luôn nha mọi người. Một cây nó có thể đẻ đến 7, 8 hoặc là 10 cây con. Đấy, nhưng mà với điều kiện mình chăm sóc càng tốt thì cái ngó nó ra nó mới khỏe được. Đây, cái ngó nó ra như thế này là mình chuẩn bị mình trồng được rồi này. Đấy, ngó như này là trồng khá là ok rồi này. Mà cái cây này nó sẽ chậm ra ngó ra hoa hơn những cái cây này nha mọi người. Cây này nó sẽ ra hoa rất là nhanh bởi vì cây này nó mất sức nó nuôi những cái cây này, nhưng mà cây này nó lên nó chỉ nuôi mình nó thôi cho nên là nó sẽ nhanh ra hoa hơn, và nó lại là cái đời con, và cái đời con nhưng mà lại lại là cái đời con ngay sau cái đời mẹ đầu tiên, cho nên là thì khả năng ra hoa của nó rất là tốt và không có bị hiện tượng như là nghẽn bông nghẽn hoa đồ đâu nha mọi người. Đó thì nó nuôi rất là nhiều ngó và nó nuôi rất là nhiều con cho nên cái khả năng cần dinh dưỡng của nó rất là nhiều. Bởi vậy nên là mình phải
đi phân vào trong giai đoạn này nha mọi người. Thì đợt này thì mình chắc là mình đi trực tiếp luôn. Đấy, hoặc là mình ngâm ra mình tưới theo kiểu nhỏ giọt cũng được mọi người. Đấy, ngâm ra tưới theo kiểu nhỏ giọt là cũng khá là ok luôn. Đấy, còn chỗ nào mình cảm thấy mình cần thiết mình bón bằng bằng tay trực tiếp ấy, thì là bón bằng tay trực tiếp. Đây mọi người thấy không? Ở dưới này. Đấy, rất là nhiều, nhìn rất là mơn mởn nha. Những cái cây như thế này là có thể bán được rồi này. Đấy, mọi người thấy dâu tây của mình làm chưa? Dâu tây của mình làm sao ở trên hình làm sao gửi cho mọi người y chang vậy luôn. Đấy, đất này. Đấy, nhìn này. Bộ rễ này đấy, nhìn cái cây như thế này không ạ? Mút nắp mà. Đấy, nên là từ từ mình sẽ chờ cho cái cây nó đồng lứa nó đẹp một phát rồi mình gửi luôn mọi người một thể. Chứ nhiều khi là gửi cây nó, cây đẹp cây xấu là nó cũng không được, nó phải đều nhau cơ. Đấy. Chỗ này thì là đang là cái giống Úc nha mọi người. Đây là đang là cái đám mẫu giống Úc. Ừ. Mình trồng rất là nhiều loại nhưng mà tập trung nhất vẫn chỉ là Hana thôi và có một ít bạch tuyết nữa. À, cái giống mới là Siberian. À, Siberian cũng như là Sachi thì là hai cái giống mới này nó rất là ngọt nha mọi người, nó không bằng Hana nhưng mà nó cũng không kém bao nhiêu đâu. Đấy, đợt vừa rồi ăn thử thấy được cho nên là mới đưa về trồng. Đấy. Hình thức bón phân thì mình luôn khuyến khích mọi người á là mình có thể ngâm xong rồi hòa loãng với nước là mình tưới. Còn nếu mà mình tự tin vào cái khả năng của mình là bón nó không bị làm sao, với lại cái phân đó mình đã từng sử dụng rồi và mình đã bón rồi. Đấy, mình đã mua cái phân đấy rồi, mình đã bón rồi, đã sử dụng rồi mà thấy dâu nó lên đẹp, không hiện tượng bị héo hoặc là bị cháy thì mình vẫn tiếp tục sử dụng bình thường nha mọi người. Cái gì nó cũng cần có một cái sự gọi như là trải nghiệm trước, thử nghiệm trước. Nếu mà ok thì lần sau mọi người làm nó sẽ tự tin hơn rất là nhiều. Chứ còn không như là bây giờ thì chưa sử dụng lần nào mà mình cứ nghe trên mạng hoặc là nghe người này người kia hay là nghe kênh này kênh kia hay nghe bạn này bạn kia hay là các cái bạn trên mạng đồ này chỉ thì có thể là người ta bón được nhưng mà mình gặp mình là mình bón không được á, gặp mình là mình bón hư cây của mình nên mình cũng chả biết làm cách nào. Cho nên trước khi làm bất cứ điều gì thì mình cũng nên thử nghiệm cho vài cây dâu trước đã, xong bắt đầu là mình làm đại trà sau. Đấy, ngó bây giờ ra rất là nhiều mọi người nhá. Đấy, những cái ngó này thì là nó mới chuẩn này. Đấy, từ cái cây cấy mô ra mà nó rất là chuẩn luôn. Đấy, cây cấy mô như thế này đây. Đấy, mọi năm thì mình làm nó bị chậm nhưng năm nay mình quyết định mình làm sớm hơn một chút xíu để cho cái dâu tây của mình, để cho cái thời gian làm của mình nó có cái nhiều cái thuận lợi hơn, chứ nhiều khi nó cứ cập rập quá ấy, làm không kịp ấy. Bây giờ làm thật sớm luôn, năm nay mình làm đã từ tháng 5 rồi, mình đã bắt đầu làm giống rồi mà mọi người. Từ tháng 5 mà đã bắt đầu triển khai làm giống rồi. Cho nên bây giờ nó mới có được cái vườn như thế này. Đấy, người thấy không? Nó ra như thế này là bắt đầu mình đi phân vô rồi mình nhân giống là nó sẽ múc đẹp. Đấy, bây giờ nó hiện tượng hơi đói phân mọi người ạ. Cho nên là mình phải xử lý phân cho nó. Bón phân này là một trong những thứ mà rất là cần nha mọi người. Nếu mà mình đi theo phân hệ thống nhỏ giọt á thì hoặc là hòa tưới thì mình cứ 3 đến 5 ngày mình đi lần thì dâu đảm bảo là nó sẽ đủ chất. Còn nếu như mình lười quá chục ngày mình đi một lần thì dâu nó hơi gầy. Nó hơi gầy chút xíu. Nhưng mà nó gầy á thì nó cũng có cái hay là nó ít bị bệnh hơn và nó trồng ra một phát á, trồng ra cái đất kia một phát á, cái đất kia là mình chuẩn bị rắc phân, rắc cho, rắc đồ hết ở dưới rồi. Đấy, giá thể các thứ ok hết rồi, thậm chí lót cả NPK luôn thì khi mà ra đó cái rễ nó chỉ cần bén một phát thôi thì nó sẽ hút được phân và nó sẽ rất là nhanh lên. Đấy, những cái cây nó đói phân nó khi mà mình đương phân vô là nó sẽ rất là dễ bén rồi. Ok mọi người. Đấy, thì mình sẽ trộn hỗn hợp này với nhau hoặc là mình sẽ bón riêng từng loại cũng được, và mình bón thì là mình bón xa cái gốc này ra. Đấy, xa cái gốc này ra hai bên mé như thế này nhá, rồi mình bón cho hai bên như thế này, mỗi bên thì chắc khoảng tầm 15-20 hạt là cao lắm rồi. Đấy, đối với những cái dâu mấy tháng tuổi, 3 tháng tuổi như thế này thì mình bón tầm đấy nha. Còn dâu nhỏ hơn thì mình bón ít hơn, còn dâu lớn hơn nữa thì là mình tăng thêm, hoặc dâu có trái thì mình bón cái công thức khác, và cái bón dâu trái thì mình bón công thức khác, và là mình bón cái liều lượng nó khác nhau hơn nữa, chứ không phải là cứ một cái liều lượng là mình bón suốt và cứ một cái loại phân là mình bón mãi là không được nha mọi người. Đấy, thì mình bón tình
Thế thôi, mình lại phải quay trở về nhà để bán hàng đang có khách, nên mình quay video này chỉ đến thế thôi. Hy vọng các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ, theo dõi và ủng hộ cây giống hai vợ chồng mình nhá. Mình là Dâu Tây Văn Sang và xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.